ở lĩnh vực nông nghiệp, hiện nay thì các sản phẩm từ cá trà xuất khẩu đang hút hàng tăng giá, làm cho cả doanh nghiệp và người nuôi cá trà rất phấn khởi. Cụ thể, giá xuất khẩu bình quân 6 tháng đầu năm, mặt hàng cá tra phi lê đông lạnh đã tăng 28-66% đến so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá tại thị trường Mỹ trung bình 4,66 đô la một ký tăng 60%, tại Trung Quốc là 2,45 đô la một ký tăng 37%. Xét theo nhóm sản phẩm, nhóm cá tra chế biến mang về 21 triệu đô la trong 6 tháng đầu năm. Nuôi trồng và chế biến cá tra xuất khẩu là một trong lĩnh vực sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao cho ngư dân và doanh nghiệp, đồng thời giải quyết việc làm cho nhiều lao động dùng đồng bằng sông Cửu Long. Sự phục hồi của ngành nghề này là tín hiệu vui, cùng các ngành sản xuất khác tạo động lực cho kinh tế đất nước phát triển khi dịch bệnh được kiểm soát.